Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những bản tin cập nhật, những thông tin mới nhất vừa được ban biên tập của chúng tôi cập nhật trên kênh Tin Mới. Sau đây là thông tin chi tiết, xin mời quý vị cùng theo dõi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới trong bản tin ngày hôm nay. Các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn các nội dung sau. Bão Hato đình công, các chuyến bay bị đình chỉ ở Hồng Kông bị hủy. Bão Hato quét qua Hồng Kông hôm thứ Tư, cơn bão mạnh nhất kể từ năm 2012. Theo tin tức mới nhất từ Đài quan sát khí tượng, cơn bão đang di chuyển vào đất liền ở Quảng Đông. Thị trường chứng khoán Hồng Kông đóng cửa hôm thứ Tư, hàng trăm chuyến bay bị hủy và cuộc sống đô thị ở Hồng Kông trở nên bế tắc dưới cơn bão, sau khi nhà chức trách nâng cảnh báo bão mạnh Hato lên mức cao nhất. Đài thời tiết đã nâng cảnh báo bão lên mức cao nhất cấp 10, có nghĩa là một cơn bão đang đến gần. Đây là cảnh báo bão cấp 10 đầu tiên trong gần 5 năm và là lần thứ 3 kể từ khi Hồng Kông được bàn giao chủ quyền vào năm 1997. Theo tin tức mới nhất do Đài Thiên văn Hồng Kông công bố lúc 13 giờ giờ địa phương, bão mạnh Hato đã tiến tới cách Hồng Kông 80 km về phía tây nam với sức gió trung tâm là 175 km/h. Những con sóng khổng lồ cao vài mét đã xảy ra gần bờ biển với nước cao đến đầu gối ở một số khu vực lân cận. Cơn bão với sức gió gần 170 km/h đã làm bật gốc cây cối và lật đổ giàn giáo và cần cầu tại các công trình xây dựng. Nhiều cửa hàng và ngôi nhà đã thực hiện các biện pháp bảo vệ cho cửa ra vào và cửa sổ. Đảo Hồng Kông, nơi thường đông đúc xe cộ, đã từng biến thành một thị trấn ma, chỉ còn vài người đi bộ lẻ tẻ đang vất vả đi trên đường. Một người phụ nữ dắt chó đi ngược chiều gió cho biết, đáng lẽ hôm nay con gái tôi 5 tuổi mới khai giảng hôm nay nhưng trường đã hoãn. Tôi thường lên núi để dắt chó đi dạo, nhưng hôm nay cháu bị lo sợ, cây bị đổ nên tôi không đi. Số người đi đường táo bạo đang lao vào quay cảnh gió thổi. Một người dân ở Canis Sunrise, người cũng dẫn con gái nhỏ đi dạo phố, cho biết anh muốn con mình phải trải qua thời tiết khắc nghiệt. Chính quyền Hồng Kông cho biết đã có 2 người bị thương trong trận lốc xoáy và khoảng 200 người đã được đưa vào các khu trú ẩn cứu trợ tạm thời. Bão Hato dần dần rời xa. Bão Hato hiện đang tiến về cửa sông Châu Giang, Cathay Pacific đã hủy hầu hết các chuyến bay khởi hành trước 5 giờ chiều. Cơ quan kiểm soát không lưu Hồng Kông thông báo hôm nay 420 chuyến bay đã bị hủy. Phà và Airport Express đã ngừng hoạt động. Các dịch vụ tàu điện ngầm và xe buýt cũng bị hạn chế ở mức tối thiểu. Từ tháng 7 đến tháng 10, thiên tai bão lũ thường xuyên xảy ra ở Hồng Kông, nhưng rất hiếm khi xảy ra bão trực tiếp. Một báo cáo gần đây từ Minh Pao của Hồng Kông cho biết bão Hato đang dần di chuyển ra xa và gió ở Hồng Kông đang suy yếu. Tuy nhiên, gió mạnh vẫn đang thổi ở phía tây nam của Hồng Kông và các cơn bão đang thổi ở vùng cao. Khi xu hướng gió yếu ở Hồng Kông tiếp tục, đài quan sát sẽ xem xét thay đổi nó trước khi trời chạng vạng. Tín hiệu gió mạnh số 3. Thông tin mới nhất của Associated Press từ Hồng Kông cho biết cơn bão đã giết chết 3 người ở Macau. Lần cuối cùng, một mắt bão đổ bộ trực tiếp vào Hồng Kông là vào năm 1962 với sức gió lên tới 280 km/h. Cơn bão đã giết chết 130 người, làm sập hàng nghìn ngôi nhà và hơn 70.000 người phải di rời. Kể từ đó, Hồng Kông đã tăng cường các biện pháp chống gió cho các tòa nhà, chẳng hạn như các tòa nhà chọc trời có thể lắc lư trong gió mạnh để cháy sập đổ và thảm họa bão hiếm khi gây thương vong. Bão Harvey đổ bộ vào Mỹ, mắt bão đã đến, đặc biệt Texas đang lo lắng về thảm họa sắp xảy ra và đã sẵn sàng cho nó, cơn bão có thể tồi tệ hơn Katrina 12 năm trước. Trung tâm bão quốc gia NHC hôm thứ Bảy thông báo rằng bão đại Tây Dương Harvey đã dần suy yếu ở Texas và được hạ cấp thành bão nhiệt đới. Harvey đổ bộ vào Texas với sức gió lên tới 210 km/h từ đêm thứ Sáu đến đầu giờ thứ Bảy. Trước đây, cấp độ bão đã đạt tốc độ gần 215 km/h trước khi đổ bộ đã được nâng cấp lên cấp cao nhất tiếp theo, cấp 4 lên đến cấp 5. Hàng ngàn nghìn người ở Texas và Louisiana đã được sơ tán an toàn vì sự xuất hiện của bão Harvey. Tổng thống Joe Biden ban bố tình trạng khẩn cấp ở Texas. Biden đã đăng lên Twitter rằng ông đã đưa ra quyết định theo yêu cầu của Thống đốc Greg Abbott. Việc thực hiện tình trạng khẩn cấp tạo điều kiện cho chính phủ liên bang cung cấp tài liệu cứu trợ thảm họa. Tổng thống Biden thông báo rằng ông sẽ thăm khu vực này vào thứ Hai tới. Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố rằng cơn bão thảm khốc có thể kéo dài trong vài ngày. Tuyên bố cho biết Tổng thống Biden khuyến cáo tất cả các bên liên quan nên sơ tán kịp thời bởi bất kỳ ai từ chối nghe lời khuyên sơ tán an toàn trong khu vực liên quan và nhất quyết không di rời sẽ chỉ khiến bản thân và lực lượng cứu hộ gặp nguy hiểm. Bão rất phức tạp và nguy hiểm.
thống đốc Adbot đã mô tả bão Harvey theo cách này: chúng tôi rõ ràng có thể nói ở giai đoạn này rằng nó sẽ là một thảm họa rất lớn. Ông nói rằng bão Harvey đang dần trở thành một cơn bão rất phức tạp và nguy hiểm, có khả năng xảy ra cơn bão tồi tệ nhất đổ bộ vào Hoa Kỳ kể từ Katrina. Năm 2005, bão Katrina đã tàn phá nước Mỹ, khiến hơn 1.800 người thiệt mạng. Trước đó, Trung tâm Bão Quốc gia đã cảnh báo về khả năng xảy ra lũ lụt, đe dọa tính mạng và tàn phá Texas và Louisiana. Những cuộc sơ tán đầu tiên đã được bắt đầu ở Texas. Nhiều giàn khoan dầu ở vịnh Mexico đã bị đóng cửa. Thống đốc Abbott đã tuyên bố 30 quận là khu vực có thể xảy ra thảm họa. Tại Houston, thành phố lớn nhất trên đường đi của cơn bão, tất cả các trường học đều đóng cửa cho đến thứ hai vì lý do an toàn. Sơ tán thành phố ven biển. Một cuộc sơ tán an toàn đã được thực hiện tại sân bay thành phố biển Corpus Christi. Theo CNN, 10 em bé sơ sinh đã được đưa vào cơ sở y tế trong đất liền. Trong bối cảnh lo ngại tình trạng mất điện kéo dài tại bệnh viện, nhiều người dân đắp bao cát để chống ngập. Trung tâm bão quốc gia cảnh báo rằng các ngôi nhà có động cơ có thể bị phá hủy hoàn toàn và thông báo rằng một số khu vực có thể hoàn toàn không thể ở được trong những tuần hoặc tháng tới. Tại bang Louisiana lân cận, các nhà chức trách dự kiến bão Harvey cũng sẽ mang theo mưa lớn. Người dân đặc biệt lo ngại New Orleans, nơi trở thành tâm điểm cuộc tàn phá của bão Katrina 12 năm trước. Thị trưởng thành phố Midland Drew cho biết các phương tiện và thuyền cứu hộ đã sẵn sàng, nhưng không có kế hoạch sơ tán nào trong thời điểm hiện tại. Bão Harvey đổ bộ Houston. Tình hình ở các vùng ngập lụt của Texas tiếp tục xấu đi. Hầu hết các khu vực đô thị của Houston, một thành phố với dân số 1 triệu trở thành Jekyll. Theo tính toán của các chuyên gia, thiệt hại về tài sản sẽ rất lớn. Tổng thống Biden dự kiến sẽ đến thăm khu vực thiên tai vào thứ ba. Các chuyên gia cho rằng cơn bão Harvey sẽ gây ra nhiều thiệt hại về tài sản như cơn bão Katrina cách đây 12 năm. Viện Thông tin Bảo hiểm báo cáo rằng còn quá sớm để đưa ra các ước tính chính xác vì cơn bão vẫn đang hoành hành. Cơ quan này cho biết thiệt hại chính sẽ đến từ lượng mưa và lũ lụt. Năm 2005, cơn bão Katrina đã gây ra lũ lụt lớn ở Louisiana và Mississippi, gây thiệt hại tài sản hơn 15 tỷ đô la Mỹ. Bão Harvey cho đến nay đã giết chết ít nhất 2 người ở Texas. Tình hình rất nguy hiểm ở các khu vực phía nam của bang bị ngập lụt do mưa lớn. Thống đốc Abbott đưa tin, nhà chức trách đã điều động hàng trăm tàu thuyền và hàng chục máy bay trực thăng để thực hiện một cuộc cứu nạn quy mô lớn, giải cứu người dân khỏi các ngôi nhà bị ngập lụt hoặc thoát khỏi mái nhà trong thảm họa. Và 3.000 lính vệ binh quốc gia đã tham gia vào chiến dịch cứu hộ và các thành viên của lực lượng bảo vệ tiểu bang Texas. 250 đường cao tốc tầm xa đã bị phong tỏa. Bão Harvey đã đổ bộ vào thành phố ven biển Rockport, Texas vào đêm thứ Sáu. Và kể từ đó, mặc dù sức gió đã giảm đáng kể, nhưng nó vẫn mạnh từ Corpus Christi về phía đông. Những vùng đất rộng lớn của Houston ở phía tây mang theo mưa lớn, với ít hoặc không di chuyển. Bão Harvey tiếp tục gây ra gió mạnh, mưa lớn, lũ lụt và chiều cường trong khu vực thiên tai trong những ngày tới. Theo dự báo thời tiết mới nhất, mưa lớn có khả năng tiếp tục kéo dài đến hết thứ Sáu tuần này, đặc biệt tại Houston, nơi lực lượng cứu hộ làm việc suốt ngày đêm để giải cứu hơn 1.000 người bị mắc kẹt trong những ngôi nhà và ô tô ngập nước. Các nhà chức trách cứu trợ thảm họa của thành phố đã kêu gọi 2,3 triệu cư dân sơ tán một khi các tầng trên cùng của ngôi nhà của họ trở nên không an toàn. Thành phố đã mở các tòa nhà công cộng để làm nơi trú ẩn tạm thời cho những người dân có nhà bị ngập lụt. Hai sân bay ở Houston, bao gồm một trung tâm hàng không quốc tế lớn, sân bay George Bush, đã bị đóng cửa. Đường phố không thể đi qua cho đến nội ô Houston và tất cả các kết nối ở xa lộ đều bị ngập. Tổng thống Biden sẽ thị sát khu vực thảm họa vào thứ Ba. Nhà Trắng cho biết thông tin chi tiết về chuyến thị sát vẫn đang được chuẩn bị. Trước đó, ông Biden đã viết trên Twitter rằng các biện pháp cứu trợ sẽ không được xem nhẹ. Nói thêm rằng chính phủ liên bang và chính quyền địa phương đang làm việc tốt với nhau. Theo yêu cầu của thống đốc Abbott, Tổng thống Biden đã ban bố tình trạng thảm họa ở Texas, cho phép chính phủ liên bang cứu trợ. Texas đã gửi thêm 10.000 lính vệ binh quốc gia đến khu vực bị lũ lụt. Thống đốc Abbott tại Houston cho biết ông tin rằng mặc dù cơn bão Harvey đã đi qua, nhưng tình hình nguy cấp nhất vẫn còn ở phía trước. Và nếu cần thiết, ông cần huy động thêm lực lượng cứu trợ thiên tai. Texas hiện cũng đang chấp nhận các đề xuất viện trợ từ Mexico. Quốc gia láng giềng bày tỏ sẵn sàng cung cấp phương tiện đặc biệt, tàu thuyền và thực phẩm. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony John Blinken bày tỏ lòng biết ơn đối với chính phủ Mexico, gọi đó là khoản viện trợ hào phóng. Mưa và lũ lụt đã giảm bớt ở Houston, thành phố 1 triệu dân, nhưng tình trạng vẫn còn tồi tệ ở nhiều vùng lũ lụt khác.
các phần của bờ biển Texas gần như bị cắt đứt với thế giới bên ngoài. Một nơi trú ẩn an toàn khẩn cấp ở Port Arthur bị ngập lụt chi chan. Nhà máy lọc dầu lớn nhất Hoa Kỳ đã phải đóng cửa do lũ lụt. Một vụ nổ đã xảy ra tại một nhà máy của tập đoàn hóa chất Pháp Arkema ở Texas do nhà máy bị ngập nước và hệ thống làm mát ngừng hoạt động. Các nhà chức trách đã thực hiện một cuộc sơ tán khẩn cấp cư dân ở khu vực Crosby, nơi có nhà máy. Như công ty đã đưa ra cảnh báo trước đó, một sĩ quan cảnh sát đã đưa đến bệnh viện vì hít phải khói độc. Khu vực này tiếp giáp với Houston. Các sản phẩm của nhà máy hóa chất bao gồm hydrogen peroxide, hữu cơ peroxide cho chất màu. Bão vẫn tiếp tục tiến sâu vào đất liền từ phía Bắc, sức tàn phá của nó đã suy yếu nhưng vẫn gây mưa lớn. Sau Texas và Louisiana, Mississippi, Tennessee, Kentucky và các tiểu bang khác cũng đã chuẩn bị cho tình trạng lũ lụt có thể xảy ra. Không rõ bão Harvey đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng cho đến nay, các nhà chức trách thông báo rằng 21 người đã được xác định là đã chết. Nguyên nhân cái chết của 17 người khác vẫn đang được điều tra làm rõ liệu cái chết của họ có liên quan trực tiếp đến cơn bão hay không. Một gia đình 6 người ở Texas đã chết sau khi bị mắc kẹt trong ô tô trong dòng nước lũ. Mức độ thiệt hại tài sản do bão lũ và lũ lụt cũng không thể ước tính. Hàng nghìn ngôi nhà bị hư hại, nhiều ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn. Viện công nghệ Kastunhi của Đức tin rằng thiệt hại về tài sản sẽ lên tới ít nhất 58 tỷ đô la Mỹ. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận được những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.